coi chưa? Câu hỏi ngày hôm nay là quả gì không ăn được ạ?
Rồi các chị và các bạn nào đã có đáp án rồi thì mình nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi quả đấm chưa phải các chị và các bạn ơi, quả đấm chưa phải, quả bóng chưa phải, quả đấm chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi quả đất cũng chưa phải đáp án của shop đâu ạ. Rồi quả mìn vẫn chưa phải đáp án của shop đâu mọi người ơi. Quả đất chưa phải à, chưa phải à. Đáp án của shop cực kỳ quen thuộc luôn các chị và các bạn. Đây là một cái quả rất là quen thuộc với mọi người luôn. Quả gì đây mà rất là quen thuộc luôn ạ? À? Quả lựu đạn vẫn chưa phải nha. Quả bao chưa phải. Quả cảm chưa phải nha. Quả cảm chưa phải các chị và các bạn rồi nha. Rồi quả bom chưa phải các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn nghĩ là quả gì ta? Quả gì mà rất là quen thuộc nha nhưng không ăn được. Các bạn nhớ là không ăn được nha. Rồi quả địa cầu cũng chưa phải đáp án của shop mọi người ơi. Quả bão hả? Chưa phải đáp án của shop nha. Qua bao là quả gì? Qua bao là quả gì? Các chị các bạn ơi, quả gì không ăn được em xin nhắc lại câu hỏi và nhớ chia sẻ ba rất bất kỳ để mình có thể chơi mini game các chị và các bạn nha. Có chia sẻ ba rất thì mình có thể chơi mini game nha các chị và các bạn. Quả là quả đấm. Quả đấm chứ phải các chị và các bạn ơi. Rồi xin chào mọi người. Nhanh tay nào. Các bạn ơi nhớ chia sẻ giúp siêu shop với chia sẻ ba rất sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Và shop chuẩn bị lật đáp án trong 30 giây nữa nha. Chị nào bạn nào đã thấy cái livestream này rồi thì nhanh tay chúng ta vào tham gia mini game trả lời câu hỏi quả gì không ăn được mọi người nha. Nhớ là bước 1 chúng ta chia sẻ 3 group, sau đó bước 2 chúng ta chỉ cần comment đáp án của mình thấy nha, Hạnh Ngô nha. Và hôm nay chúng ta shop sẽ diễn ra một chương trình sale cực kỳ hot nha. Tại vì mỗi mẫu còn số lượng rất là ít nên shop sẽ sale cực kỳ sốc trong hôm nay. Chị nào bạn nào mà tham gia cái livestream này sẽ cực kỳ là may mắn luôn nha. Tại vì chúng ta sang được những món hàng giá cực kỳ rẻ mà rất là đẹp. Tại vì shop còn số lượng rất là ít nên hôm nay shop sẽ tổ chức chương trình sale mọi người nha. Ai đã thấy shop rồi thì nhanh tay bước 1 chúng ta hãy tham gia mini game nào. Sau đó chúng ta hãy cùng comment đáp án của mình mọi người nha. Hãy tham gia mini game nhanh thì và liền gõ quả chứ phải trên váy đen bao nhiêu ạ? Dạ, Nguyệt Trinh đây, nguyên một combo chỉ 99.000 nha. Một tí nữa sắp bắt đầu bán mọi người nha. Và hôm nay sẽ là chương trình sale cực kỳ hot. Nên chị nào, bạn nào mà đã vào cái livestream này thì chúng ta tranh thủ tham gia nha. Và tất cả các sản phẩm sẽ được bán sale rất là rẻ. Có cả sale lẻ và có cả sale combo luôn. Nên là chị nào, bạn nào thấy cái livestream này rồi thì nhanh tay chúng ta chia sẻ livestream này để bạn bè mình biết mình vào săn sale mọi người nha. Vì bước 1 chúng ta hãy cùng tham gia mini game trả lời câu hỏi quả gì không ăn được mọi người nha. Rồi các chị ơi, quả gì không ăn được, một câu hỏi rất là dễ và một đáp án của tụi em cũng rất là quen thuộc với mọi người luôn nha. Nên các chị và các bạn tranh thủ chia sẻ ba group khi mình chưa chia sẻ ạ. Và sau đó mình hãy comment đáp án về một xíu nữa em kiểm tra. Nếu như chị và bạn đó có đáp án trùng với đáp án của shop mà vẫn chưa comment, vẫn chưa chia sẻ đủ ba group thì em sẽ không trao quà cho chị bạn đó được ạ. Rồi em cảm ơn mọi người. Quả bóng, quả sống vẫn chưa phải ạ. Quả đất chưa phải đâu ạ. Quả cầu chưa phải nha. Quả đấm chưa phải ạ. Quả gì đây? Chị kia đâu rồi? Chị kia về quê rồi. Các chị và các bạn một tháng thì sẽ gặp lại chị Thủy nha. Rồi quả đánh chưa phải nha. Quả cầu, quả địa cầu chưa phải các chị và các bạn ơi. Quả xấu chưa phải nha. Quả đất cũng chưa phải các chị và các bạn ơi. Quả in trên áo à? Quả in trên áo là quả gì? Nha. Quả cầu Kamalaba. Quả cầu chưa phải, quả địa cầu chưa phải nha. Quả tang vẫn chưa phải, quả cánh vẫn chưa phải nha. Quả gì mà rất là quen thuộc và quả này mình không ăn được các chị và các bạn ơi, không ăn được à? Quả trong ảnh chưa phải, quả bom, quả dấm vẫn chưa phải nha, quả bão chưa phải. Quả gì đây các chị và các bạn ơi? Quả gì cũng ăn được hả? Đâu có phải quả gì cũng ăn được đâu mọi người ơi. Nếu mà quả gì cũng ăn được thì đâu có câu hỏi này đâu. Quả bom vẫn chưa phải các chị và các bạn nha, quả bão chưa phải, quả cảm chưa phải nha. Không thấy chị hả? Dạ em thấy chị Hannah Nguyễn, giờ em mới thấy chị Hannah Nguyễn nha. Tất cả các bạn mà không thấy đáp án thì không sẽ đồng nha. Quả báo chưa phải, quả chưa chín chưa phải, quả mình chưa phải, quả quyết chưa phải, quả cảm chưa phải. Lấy mình trong váy đen. Nguyệt Trinh ơi, mình bán sẽ bán nguyên combo nha Nguyệt Trinh ơi, nguyên combo là 99.000. Nguyệt Trinh, nếu mà lấy combo này thì comment cho mình biết, ok lại cho mình biết nha. Ok lại cho mình biết mình nhận được số điện thoại và địa chỉ của bạn rồi Nguyệt Trinh nha. Nếu mà Nguyệt Trinh lấy nguyên combo này, ok cho mình biết nguyên một combo có giá 99.000 và nếu bạn mua riêng trong váy cũng có giá 99.000 nè. Ok, xác nhận lại cho mình biết nha. Rồi quả nhiên chưa phải, quả câu chưa phải, quả mưa chưa phải, quả bom chưa phải các chị và các bạn nha. Chưa phải đâu các chị và các bạn, quả dạ, quả tim, quả đáng chưa phải đáp án của shop. Rồi 200 view, 300 view để shop gửi
ý đáp án cho mọi người nha. 300 view để tóc bắt đầu lọc đáp án cho mọi người nha. Rồi, sắp sẽ gửi ý đáp án nha mọi người ơi. Bỏ từ quả ra thì từ này có 2 từ nha mọi người nha. Bỏ cái chữ quả ra từ này có 2 từ mọi người ơi. Và sau chương trình mini game này chúng ta sẽ cùng đến chương trình sale cực kỳ hot trong hôm nay. Hôm nay là một buổi trưa đúng không? Thường sắp ít khi live trưa, mà đã live trưa thì tức là có chương trình đặc biệt sắp mới live trưa nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình sale cực kỳ hot và mỗi bộ còn số lượng rất là ít nên là chỉ bán cho số lượng ít các chị thôi nha. Sắp cả có sale lẻ và sale combo luôn nha. Sắp sẽ sale mã nào sắp báo mã đó nên là chị nào xem cái chương trình này thì đảm bảo rất là may mắn. Bây giờ sắp sẽ gửi ý đáp án đây, từ này có 3 từ, bỏ từ quả ra là còn 2 từ mọi người nha. Đó, quả gì đây mọi người ơi? Quả gì đây? Quả nè. Đó, từ đầu tiên là từ quả, sắp tiếp tục lật từ thứ hai mọi người nha. Quả bủ không phải, quả nhiên không phải, quả đất không phải, quả lưu đạn không phải. Từ này có 2 từ mọi người, bỏ từ quả ra là có 2 từ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Tiếp tục là chữ gì đây? Rồi sắp sẽ lật đáp án luôn nha mọi người nha. Sắp tiếp tục lật cái từ chữ đầu tiên này là đảm bảo sẽ ra đáp án nha. Rồi quả gì đây Hương ơi, Hương cầm cho Hương cầm cho các bạn đi. Rồi quả gì đây các chị và các bạn ơi? À lúc nãy có chị nói là nếu mà đổi áo được không chị ơi, nếu mình mua nguyên thôi chị, em sẽ chốt cho chị chân váy thôi nha. Chốt chân váy thì cũng chỉ 9.000 chị nha. Rồi em sẽ nốt lại cho chị nha. Không không chị ơi, lấy 270 không được rồi, giá chỉ 9.000 thôi đâu chị ơi. Rồi các chị và chị ơi, nếu mà chị lấy 270 em vẫn chốt 99.000. Chị ok thì ok lại giúp em, còn nếu không thì em không bán được nha chị ơi. Còn nếu không thì mình lấy một combo như vậy 99.000, đặc sản của bên shop L combo nha mọi người ơi. 99.000 thôi. Rồi bây giờ em sẽ chốt đáp án cho mọi người nha. Quả và chữ rồi, B là bạn chữ tiếp theo các chị và các bạn ơi. Ok, đã có bạn trả lời đúng rất là dễ. Sắp đã bảo là sắp lật từ này ra là sẽ đảm bảo là ra cái đáp án. Rồi xin chúc mừng cái tên mà đã nhanh nhất và chính xác nhất nha. Xin chúc mừng cái tên đó là bạn Quả Địa Cầu Hana Nguyễn ạ. Xin chúc mừng Hana Nguyễn là cái tên đã nhanh nhất và trả lời chính xác. Đáp án của shop đó chính là Quả Địa Cầu mọi người nha. Xin chúc mừng Hana Nguyễn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình sale trong ngày hôm nay nha. Chương trình sale cực kỳ hot trong ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là combo của Hồng nha. Mở đầu sẽ là combo của Hồng siêu xinh như thế này đó. Combo của Hồng sẽ được bán với giá 99.000 và số lượng còn rất ít nha mọi người nha. Nhớ là sắp còn rất là ít cái combo này. Và đây là chương trình sale nên là các chị và các bạn nhanh tay nha. 99.000 một combo nha. Combo này sẽ được bán với giá 99.000. Và nếu mà chúng ta muốn ship hàng thì chúng ta hãy chọn hai combo bất kỳ mọi người nha. Nhớ là chúng ta chọn từ hai bộ trở lên để sắp ship hàng cho mọi người nha. 99.000 một bộ. Rồi mã này là mã gì đây? Mã này là mã... bởi vì mã gì vậy? B1 mọi người nha. Mã này là B1. Ai muốn sở hữu combo này 99 và nhận quà inbox cho shop nha chị Hana Nguyễn nha. Ai mà trúng quà thì nhanh inbox cho shop nha. Lấy cái giày inbox địa chỉ và điện thoại cho shop mọi người nha. Chị rồi. Hana Nguyễn inbox địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, bên em nguyên một combo này em đang mặc thì với giá 99.000. Nhớ sắp xếp thầy 2 bộ. Chốt thì mình nhanh tay chốt giúp shop mọi người nha. Và shop ship 2 bộ bất kỳ mọi người nha. 2 bộ trở lên thì shop sẽ ship hàng cho mọi người. Nếu các bạn tranh thủ chốt đủ 2 bộ giúp shop các chị và các bạn nha. Và nguyên một combo này từ 250.000, hôm nay shop sale chỉ còn ở giá 99.000. Và các chị và các bạn nào muốn sang sale thì mình nhớ là sang 2 bộ bất kỳ trở lên các chị và các bạn nha. Rồi các chị các bạn ơi, nhanh tay comment cho em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Chân váy này mình có quần trong các chị và các bạn nha. Chân váy này thì mình có quần trong nha. Rồi nhanh tay cầm áo, okay. Trẻ một bên vai rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Áo sơ mi đúng rồi chị ạ. Áo sơ mi trẻ vai các chị và các bạn nha. Bộ nào cũng có size giặt không à. Bên mình free size 55kg trở xuống mình vừa các chị và các bạn nha. Áo sơ mi đúng rồi các chị và các bạn ơi. Áo sơ mi đi kèm với một chân váy tầng ạ. Áo sơ mi đi kèm với một chân váy tầng có lót quần bên trong các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn, nguyên một combo này phải có giá 99.000, từ 250.000 còn chỉ 9.000. Chốt mã B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Các chị và các bạn nào chốt nhanh tay comment B1, em lấy 2 combo. Rồi chốt cho quân cậu nha, comment địa chỉ và số điện thoại giúp em ạ. Đúng rồi. Kiên Vân cho mình số điện thoại, cho mình địa chỉ nha. Rồi Trần Nghi cho mình địa chỉ. Ok, sắp chốt đây mọi người ơi, sắp bắt đầu chốt hàng nha. 99.000 một bộ, nhớ chọn 2 bộ bất kỳ trong live nha mọi người nha. Sắp sẽ ship từ 2 bộ bất kỳ nha, chứ một bộ là sắp không ship nha. 99.000 một bộ cực kỳ sắp nha. Hôm nay là sale nha mọi người nha. Sale vào giờ vàng, tại vì giờ này sắp ít khi live lắm và chỉ live giờ này thì tức là sắp đang sale nha. Rồi chốt cho chị Kiên Vân B1 comment địa chỉ giúp sắp nha. Chốt cho Quân cậu 2 combo, cái Quân cậu comment số điện thoại địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người comment theo cú pháp mã hè
hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc cho chừng chúc cho mẫu cao bao nhiêu vậy ạ? Mẫu cao 1m55 nặng 45 kg mọi người nha. Mẫu cao 1m55 nặng 45 kg. B1 và chúc cho Nguyễn Phương Anh. B1 comment địa chỉ giúp shop nha Nguyễn Phương Anh nha. Rồi các chị và các bạn chốt thì mình cho shop địa chỉ mọi người nha. Chúc cho Tâm Trời B1. Ok, Tâm Trời comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nữa shop mới chốt được nha. 56 kg vô tư bộ này nha. Bộ này là 56 kg trở xuống mặc được nha Trần Thư nha. Chúc cho Ona B1. Ok, Bona địa chỉ rất rõ ràng. Nhớ là sắp xếp từ 2 bộ, mọi người cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha. 99.000 một bộ. Buổi trưa làm giờ sắp sale nha. Giờ sắp đang sale hết tất cả các hàng luôn nha. Chúc cho Vân Kiều B1. Vân Kiều comment địa chỉ giúp shop nha. 55 kg vừa nha, tươi tôm nha. 55 kg vô tư vừa nha. Trần Nhi ok, sắp đây địa chỉ của Trần Nhi rồi nha. Chúc cho Ngọc Huyền B1 nhanh tay mọi người ơi. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp còn 2-3 bộ cuối cùng nha. Sắp còn 3 bộ cuối cùng, nhanh tay comment B1 kèm số điện thoại địa chỉ giúp shop. Ok chị Tâm chờ sắp đây địa chỉ rồi nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc các chị Maya B1. Ok, Maya comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment địa chỉ luôn nha. Không có địa chỉ shop không ship được mọi người nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có địa chỉ nữa nha. Rồi chúc cho Yến Trang trang phục B1. Ok chị Yến Trang trang phục comment địa chỉ giúp shop nha. Lưu ý là sắp ship từ 2 bộ trở lên. Mọi người cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha. Mua một bộ thì sắp chưa có ship được. Phải là 2 bộ trong livestream này nha. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 thì sắp mới ship được nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Còn nếu 2 bộ trở lên là 99.000 thì sắp ship luôn nha. Rồi chúc cái Phù Linh Đan B1 comment địa chỉ giúp shop. Chúc cái Kẹo Mút ăn chơi nữa. Kẹo Mút ăn chơi B1, ok Kẹo Mút ăn chơi địa chỉ rất rõ ràng. Rồi chốt cho ai nữa đây, chốt cho chị Trân Lê B1 nhanh tay đi các chị ơi. Chị Trân Lê comment địa chỉ giúp shop nha. Trân Lê comment địa chỉ giúp shop nha. Phù Linh Đen comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi chốt cho chị Kẹo Mút ăn chơi, ok địa chỉ rõ ràng nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, chúng ta chuẩn bị chuyển mã, chuyển qua B2 nha. Qua B1 chỉ còn 10 giây cuối cùng nha. 99.000 một bộ và nhớ là sắp xếp từ 2 bộ mọi người nha. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ để mà ship thôi là 129.000. Kết thúc live mình chọn được 2 bộ bất kỳ thì mình sắp sẽ ship luôn là 99.000 một bộ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình chưa kịp comment thì mình có thể comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt bộ em đang mặc ạ. Nguyên một bộ chỉ có giá 99.000 và dành cho các chị và các bạn nào mua 2 bộ bất kỳ trong live để mình có thể ship các chị và các bạn nha. Nhớ mua 2 bộ trong live để mình có thể ship các chị và các bạn nha. Tuyết Mai ơi, inbox cho shop nha, có bị gửi sai hàng thì inbox cho shop nha, để shop kiểm tra lại có bị sai hàng thì shop sẽ đổi cho mình nha Tuyết Mai nha. Yên tâm nha, inbox cho shop giúp nha. Lấy 2 bộ à, không có free ship đâu mọi người ơi. Hàng đây là sale nên không free ship nha. Bây giờ sắp sẽ qua mẫu B2 ngay bây giờ nha. Mà giờ chưa thấy thế shop. Chị Minh Trà Bùi ơi, hàng đang tới. Mọi người thông cảm cho shop tại vì hàng rất là nhiều nên là bưu điện sẽ lần lượt giao cho mọi người khoảng đi tỉnh là khoảng 3-6 ngày. Nếu mà chị nào mà lâu quá chưa nhận được thì inbox cho shop kiểm tra hàng mình đang ở đâu nha. Đang là ship code nha, Ngọc Hàng Hương nha. Shop chỉ có ship code thôi mọi người yên tâm nha. Bây giờ sẽ chuyển qua B2 nha. Mọi người nhìn lưu ý shop là 99.000 một bộ nha. Và shop sẽ ship cho mình là từ 2 bộ trở lên thì sắp bắt đầu ship cho mình nha, chứ không có ship một bộ mọi người nha. 2 bộ trở lên thì sắp sẽ ship nha. Còn nếu mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Nếu mà một bộ thôi thì 129.000 nha. Dạ ok, Trương Chi comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Em lấy 2 combo Trương Chi, số điện thoại và địa chỉ. Mọi người comment theo đúng cú pháp B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là sẽ được chốt hàng nha. Màu đỏ đi em, cái màu đỏ nhúng á. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là sắp sẽ chốt hàng nha. Đỏ nhúng nãy đâu, đỏ nhúng bi á. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi ok, ở Trương Chi comment số điện thoại địa chỉ. Ok, Vân Kiều thấy địa chỉ của mình rồi. Dạ đúng rồi, rất là đẹp. Dạ Hoàng Sơn, em chúc cho Hoàng Sơn nha. Hoàng Sơn comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Em chúc cho Quỳnh Minh comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Em chúc B1 cho Dương Hoàng Ngọc Nhi comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Em nhận hàng ngồi cực đẹp. Dạ cảm ơn chị Diệu Hiền rất là nhiều nha. Đó mọi người có thể đó có cái gì là feedback cho shop nha. Và nếu mà hàng nhận mà bị gọi là bị sai mẫu bị lộn á, vậy thì mọi người inbox cho shop để shop xử lý nha, để shop giải quyết cho nha. Dạ chúc cho Gấu Hâm B1 comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người nhớ là 99.000 một bộ và nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi là 129.000 nha. Còn kết thúc live mà mình chọn được 2 bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ là 99.000 sắp xếp luôn nha.
Rồi ok gấu hâm, comment địa chỉ giúp sắp nè. Tao sẽ xăm khác bộ B2 như ký vừa sắp. Dạ đây là bộ B2 nha. B2 là mẫu của bé Hương đang mặc nè, rất là xinh nha. B2 là một chiếc áo trễ vai với một chiếc chân váy vàng như thế này nè. Vàng kaki nha, váy vàng kaki cùng chiếc áo trễ vai dưới 55kg là mặc vô tư nha. B2 đây là bạn Thương nha. Bạn Thương là idol mới của siêu shop nha. Ở đó bạn Thương rất là xinh đúng không? Cảm ơn mọi người đã khen Thương nha. Bộ này là B2, bộ này dưới 55kg các chị mặc vừa nha. Bộ này rất là xinh nha, dưới 55kg mọi người mặc vừa nha. Rồi ai B1 mà chưa cho địa chỉ nữa thì comment địa chỉ giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ chốt B2 đây. Em chưa nhận được quà mini game nữa sắp ơi. Hàng đang mọi người ơi, cứ đợi từ từ nha, tại vì sao? Hàng đi tỉnh thì khoảng 3 đến 6 ngày mới nhận được, mọi người kiên trì một tí nha, tại vì hàng rất là nhiều. Xin lỗi mọi người vì đi hơi chậm nha mọi người nhé. Xinh quá. Ủa chị màu mới à? Đúng rồi, đây là chị Thương nha mọi người nha. Mẫu của Thương đang mặc là B2 nha. Rồi ok Maya, sắp cảm ơn Maya nha. Còn mọi người ơi, ai chưa đặt B, ai chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp sắp nha. Nãy ai đặt B1 mà chưa comment địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp sắp nha. Bây giờ là B2, nhanh tay comment giúp sắp là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chúc cho Mẫn Hằng B2 comment địa chỉ giúp sắp nha. Nhanh tay comment mẫu của Thương đang mang là B2 nha. Gồm một chiếc áo hồng trễ vai, mình phối hợp với một chiếc chân váy kaki màu vàng có cái thắt nơ xinh ơi là xinh như thế này nha. Mẫu của Thương đang mang là B2 nha. Chị nào bạn nào muốn sở hữu B2 nữa nhanh tay comment giúp sắp B2 nha. Có zoom đùi không ạ? À sắp không có zoom nha. Một tí nữa sắp sẽ lên vài cái đầm phong dài á, nó hơi giống zoom cho Huỳnh Ngoan xem nha. Và đây mã của Thương đang mang là B2 nha. Chị nào muốn sở hữu combo này 99 ngày nữa thì nhanh tay comment giúp sắp là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dưới 55kg mình vô tư mặc nha. Dạ chúc cho Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn B2 ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người đợi một tí nha, sắp chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây nữa nha. Ok chúc cho chị Ngọc em B2, Ngọc em comment địa chỉ giúp sắp nha. Lưu ý là 99.000 một bộ, hôm nay sắp sale cực kỳ sốc. Và nhớ chúng ta cố gắng chọn được 2 bộ để sắp ship luôn nha. 2 bộ bất kỳ thì sắp sẽ ship luôn nha. Mọi người nha, nhớ là 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream này nha. Có quần jean không sắp ơi? À Trang Công hôm nay thì họ sao không có sầu quần jean nha. Gấu hâm chừng tí, gấu hâm comment địa chỉ giúp sắp nha. Gấu hâm chưa có địa chỉ nè. Chị nào bạn nào đặt hàng chưa có địa chỉ nhanh tay comment giúp sắp nha. Mẫn Hằng comment địa chỉ giúp sắp. Không ra không? Gấu hâm comment địa chỉ giúp sắp nha. Dương Hoàng Ngọc Nhi comment địa chỉ giúp sắp nha. Huỳnh Minh comment địa chỉ giúp sắp nha. Hoàng Sơn ơi comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment địa chỉ xuống thoại giúp sắp nha. Buông tay ra luôn cho mọi bạn thôi. Đó đó bạn. Đó. B2 mọi người nha, B2 ship bao lọc bao nhiêu, ship 30 hoặc 35 ngàn mọi người nha. Ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mẫu B3 trong ít giây nữa nha. B2 của Thương đang mang, ai muốn sở hữu B2 thì nhanh tay comment nha. Đó, ai muốn sở hữu B2 thì nhanh tay comment nha. B2 dưới 55kg vô tư mặt nha. B2, rồi chúng ta sẽ cùng chuyển qua B3 cho ngay bây giờ luôn nha. B3 sẽ là sự kết hợp của áo nhúng và một chiếc chân váy đen dây nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua B3 luôn nha. Các chị và các bạn ơi, tiếp theo với một combo B3 rất là xinh các chị và các bạn nha. B3 bao gồm một chiếc áo nhúng và đi kèm với đó là một chân váy đen dây các chị và các bạn ạ. Một cái áo nhúng và đi kèm với đó là một chân váy đen dây các chị và các bạn nha. Nguyên một combo em đang mặc chỉ từ 250.000, bây giờ mình có giá là 99.000 và em bán trong live với giá này thôi các chị và các bạn nha. Còn nếu mà qua live rồi thì em sẽ trở về với giá gốc là 250.000. Các chị và các bạn nhớ mua 2 combo bất kỳ để mình có giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Còn nếu mua duy nhất một combo sẽ có giá 129.000 ạ. Ok. Các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt combo này dưới 55kg mình sẽ vừa. Đúng rồi. Rồi chúc cho Hoàng Yên B3 ok Hoàng Yên comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho chị Anh Trần B3 comment địa chỉ giúp sắp luôn nha. Rồi ai chưa có địa chỉ nhanh tay comment giúp sắp nha, tại vì số lượng hàng mỗi ngày nó rất là nhiều. Nên các chị và các bạn hãy đặt hàng thì nhớ comment luôn địa chỉ giúp sắp nha. B3 là mẫu của Hân đang mang nha mọi người nha. B3 là áo nhúng trễ vai, mình có thể kéo lên kéo xuống tùy vào mình ý mình thích nha. Mình có thể kéo cao cũng được, còn không mình trễ vai cũng được nha. Cái này mặc được rất là nhiều kiểu nha. Dạ ok rồi, ai muốn lấy B3 nữa thì nhanh tay comment giúp sắp nha. B3 cũng 99.000, nhớ là mình chọn được 2 bộ bất kỳ nha mọi người nha. Sắp xếp từ 2 bộ bất kỳ nha. Cái nón luôn hả? Dạ không, cái nón bán riêng nha mọi người nha. Một combo bao gồm áo và váy chứ không phải nón nha. Nón là bán riêng mọi người nha. Combo bao gồm áo và váy 99.000 nha. Và sắp chỉ sale trong thời gian livestream diễn ra nha. Sau livestream mọi người vui lòng mua giúp sắp với giá 250.000 nha. Mã của Hân đang mang là B3 mọi người nha.
các chị và các bạn ơi, comment D3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn. Chốt combo mà em đang mặc à, D3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Em có bộ dọc chưa chị? Bộ dọc à, bộ sọc dọc bộ sọc à. Chị Đặng Giang ơi, không biết là ở chị Giang mang Đặng Giang đã có trong danh sách chưa? Chị Đặng Giang ơi, comment địa chỉ và số điện thoại để em chốt cho chị bộ đầu tiên à. Combo đó là combo B1 chị nha, bao gồm một chiếc áo sọc trắng sọc đen và đi kèm với đó là một cái chân váy gì ạ? Một cái chân váy tầm rất là xinh. Chị Đặng Giang nếu như Đặng Giang có rồi, Đặng Giang có rồi. Đặng Giang có bộ sọc rồi nha. Đặng Giang có bộ sọc rồi. Mọi người ơi, đặt hàng thì nhanh tay comment giúp shop là B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 99.000 một bộ. Và sau livestream này thì giá sẽ là 250.000 nha. Và shop ship từ 2 bộ nên nếu mà mọi người chỉ chọn một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Còn nếu kết thúc live mình chọn 2 bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ nha mọi người nha. Bây giờ B3 sắp qua mẫu rồi. B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nhanh và liền cho shop mọi người nha. B3 sẽ qua mẫu trong 10 giây nữa nha. Còn trên bay tặng nào nữa không? Tầng nào nữa không? Ai Huỳnh Ngoan ơi, một tiếng nữa em sẽ lên cái mẫu chân váy tầng nữa đúng nha. Đúng rồi, sẽ còn chân váy tầng nha Huỳnh Ngoan nhá. Bây giờ là B3 nha, mã của Hân đang mang là B3 nha. Ai muốn lấy B3 nữa thì comment giúp shop B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 99.000 một bộ và nhớ là 2 bộ bất kỳ trở lên thì giá 99.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B4 trong ít giây nữa nha. B3 còn ai muốn đặt B3 nữa thì nhanh tay nha. Và nhớ là sau livestream giá sẽ là 250.000 mọi người nhé. Sau livestream bộ này sẽ có giá 250.000 mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B4 ngay bây giờ mọi người nha. B4 sẽ là phong cách áo thun nha mọi người nha. Đó, sẽ rất là nhiều cái form cho mọi người này. Đó. Đây là, đó, xinh ơi là xinh, mấy thương mặc bộ này rất là xinh luôn. Đây là B4 mọi người nha. Nhớ là 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua trong live thôi nha. Rất là xinh đó. Mấy thương mặc, cái áo này là cái áo form kiểu như là tờ báo mọi người thấy không? Tờ báo nó in lên nhìn ơi xinh ơi là xinh, nhìn rất là lạ đúng không? Ai chưa có những cái form áo form mà nó lạ lạ như thế này, nó độc lạ không đụng hàng như thế này thì nhanh tay sở hữu combo này nhá. Mã này là B4 đúng không bé? B4 mọi người nha, mã này là B4 nha. B4 mình phối hợp với một chiếc quần đùi nè, quần đùi quần quẩy nha mọi người nha. Quần đó, có cái quần này quẩy đẹp lắm. Quần này là hai lớp quần quẩy mọi người nha. Bộ này là B4 và 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là giá 129.000 nha. Mã này là B4 mọi người nha. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Linh Linh B4 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Thành lên B4 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Comment giúp shop là B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Thảo Nguyễn B4 comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment theo cú pháp B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Chị nào bạn nào chưa bổ sung địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. B4 rất là dễ thương nè, phối hợp với một chiếc áo phông có hình in hình lạ, họa tiết lạ như thế này. Mình phối hợp một chiếc chân váy mà xẻ như thế này đó. Chân váy này có hai lớp như thế này, nhìn ở ngoài tưởng chân váy nhưng thật chất nó là quần đùi mọi người nha. Bộ này là B4. Ai muốn sở hữu B4 thì nhanh tay comment shop. Và nhớ 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live nha. Thì mỗi bộ có giá là 99.000. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ duy nhất thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Và chúc các chị Yến Trang trang phục B4 ok, chị Yến Trang trang phục comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Các chị ơi đặt hàng comment địa chỉ luôn giúp shop để shop đi hàng cho mình nhanh nhất nha. Rồi chị Yến Trang ơi comment địa chỉ giúp shop nha. Ai còn muốn sở hữu B4 nữa nhanh tay comment giúp shop là B4 nha. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đó, xinh cười rất là xinh luôn. Các bạn thấy xinh cười rất là xinh. Rồi B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp chuyển qua B5 với một phong cách đó là váy tầng mọi người nha. Và nhớ là 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Đây là sắp xếp từ hai bộ cho rẻ nha, mọi người cố gắng chọn được hai bộ mọi người nha. Ai mà mới vào trễ thì có thể xem trong live một bộ, sau livestream mình xem một bộ nữa vẫn được 99.000 một bộ nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua B5 ngay bây giờ luôn nha. Đó, hàng lên rất là nhanh luôn cho các chị và các bạn chọn. Chị Yến Trang cho sắp địa chỉ với chị ơi, các chị và các bạn nhớ comment luôn địa chỉ giúp shop nha mọi người nha. Bây giờ là B5 nha. Các chị và các bạn đến với combo B5 nha. Combo B5 như combo em đang mặc là một chiếc áo lịch vai màu cam, một chiếc áo lịch vai màu cam và đi kèm với đó là một cái chân váy tầng nha các chị và các bạn ơi.
một chiếc áo đẹp vai đi kèm với chân váy tầng 3 tầng rất là xinh. Và trong này mình có quần bên trong nữa các chị và các bạn nha. Nguyên một combo bao gồm áo đẹp vai và quần váy như vậy, váy quần như vậy thì sẽ có giá là từ 250.000, chỉ còn có giá là 99.000 thôi. Từ 250.000 còn 99.000. Các chị nào mà muốn mua lẻ thì cũng có giá 99.000 một sản phẩm lẻ ạ. Còn nếu mua theo combo mình cũng có 99.000 các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn nào chốt B5. Bên này B5 đúng chị? Đúng rồi, B5. Comment cho em B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Dưới 55 ký mình vừa nha các chị và các bạn ơi. Nhớ chốt hai combo bất kỳ để được giá 99.000 mỗi combo ạ. Đúng rồi. Rồi chốt cho gấu hầm B5 ok sắp có địa chỉ. Có địa chỉ đúng không? Ok, gỗ hầm sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Chúc cho Trần Hoài Linh Nhi B5 comment địa chỉ giúp sắp nha. Các chị và các bạn đặt hàng comment giúp sắp địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Chúc cho Hung Lương mã B5 comment địa chỉ giúp sắp nha. Các chị và các bạn nhanh tay comment giúp sắp là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi ok, chúc cho chị Huỳnh Ngoan B5. Huỳnh Ngoan có địa chỉ chưa? Huỳnh Ngoan, dạ chị Huỳnh Ngoan cho sắp số điện thoại địa chỉ chị nha. Sắp chưa có số điện thoại địa chỉ của chị Huỳnh Ngoan nha. Chúc cho chị Huỳnh Ngoan rồi nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ là 99.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi là 129.000 các chị nha. Áo thun nãy có bán lẻ không shop? Dạ bán lẻ cũng là 99.000 nha chị Võ Lê Ngọc Dung nha. Một áo thun lẻ cũng là 99.000. Mua áo thun với váy luôn cũng là 99.000 nha. Và 99.000 áp dụng khi chúng ta đặt được hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị nha. Ok chị Huỳnh Ngoan comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi chị Phú Châu comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment giúp sắp là B5 để sở hữu combo hơn đang mang với giá 99.000 áp dụng khi mình chọn hai bộ bất kỳ trong livestream mọi người nhé. Rồi các chị và các bạn ơi, comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng giúp em các chị và các bạn nha. Để chốt hàng giúp em nha. Và nguyên một combo sẽ bao gồm một cái áo trẻ vai và một cái chân váy tầng siêu xinh như em đang mặc đây các chị và các bạn ơi. Và các chị và các bạn nào dưới 55 kỷ thì mình vô tư mặc nha. Và dạ, cái vải của váy này là cái vải chất khung co giãn rất là tốt các chị nha. Cái vải này may quần tay á, vải caro lăng á. Vải may quần tay mà có co giãn các chị và các bạn nha. May quần tay á, vải mà may quần tay á các chị ơi, mà nó có độ co giãn, vải này đẹp lắm. Nói chung mua cái bộ này về mà vải xấu thì cứ trả lại cho shop mọi người nha. Cái áo sơ mi đó, cái vải theo vải theo cái này là vải gì nè? Vải này là vải vải quần. Cà tê dày, cà tê dày. Cà tê dày á. Các chị và các bạn ơi, cái mũ em đang đội có giá 120.000. Còn nếu các chị và các bạn hỏi mũ hoa quả thì có giá 99.000 đồng giá ạ. Đúng rồi, mũ hoa hơn đang đội là 120.000 mọi người nha. Còn mũ hoa quả là 99.000 nha chị Hồng Nguyên nha. Bây giờ mình sắp chuyển qua B6 rồi. Chị nào còn muốn sở hữu B5 thì nhanh tay comment giúp shop nha. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Để sở hữu combo này với giá 99.000 nha. Và nhớ là mình chọn được hai bộ bất kỳ thì là 99.000 một bộ nha. Còn kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Ok chị Ngọc Trâm nha, phía sau đây nha, đây là phía sau nha. Rồi ai còn muốn sở hữu B5 nữa nhanh tay comment giúp shop là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nhé. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp sẽ chuẩn bị chuyển B6 trong 10 giây nữa nha. B6 sẽ được chuyển qua trong 10 giây nữa nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt B5 các chị và các bạn nha. Ngọc Trâm ơi, cuối cùng sẽ được các chị và các bạn chốt nếu như các chị và các bạn nhanh tay nha. Có bán áo rời 99.000 nha, áo cam cũng là 99.000 nha Ngọc Trâm nha. Mình mua áo rời cũng được luôn nha. Đó, mua áo rời cũng được, mua combo cũng được mọi người nha. Áo cam bán rời là 99.000, váy bán rời là 99.000. Nguyên combo sẽ bán là với giá là 99.000 khi chúng ta chọn được hai combo bất kỳ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Bây giờ sắp sẽ chuyển qua B6 trong ít giây nữa. Rồi bây giờ chúng ta lên B6 luôn nha. B6 sẽ là áo phong, đó liên tục sẽ lên các cái phong cách như là áo thun với lại cái set combo để cho mọi người dễ chọn đó. Thương mặc rất là xinh luôn nha. B6 là mã của Thương đang mang nha. Gồm một chiếc áo thun ở quay phía sau luôn cho các chị và các bạn xem nha. Cái giày đó, có cái giày phía sau nhìn xinh ơi là xinh như thế này. Đó mọi người có để có cái giày như thế này không? Cái giày này là cái đặc biệt của cái áo này nha. Đó, nó có một cái giày rời như thế này, mình phối hợp một chiếc chân váy xanh như thế này, quá xinh. Nó có cái dây nịt để mình thắt vào cái eo của mình nha. Eo của mình bao nhiêu thì mình co theo cái eo của mình nha. Đó, mặc những chiếc váy như thế này nó rất là lời luôn. Nó bo theo cái dáng người của mình. Dưới 55 kg vô tư đặt bộ này nha. Bộ này mã là B6 nha. B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu combo này cầm máy shop là B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có trên váy đen không? Mình Ngân ơi, chiếc váy đen là lúc nãy sắp lên rồi, chị Hình Ngoan nha, mình xem mình chọn nha. Rồi bộ này là B6 nha, và nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Dạ mẫu là
47kg mọi người nha. Bé Thương là 47kg nha, còn bé Hân là 45kg nha. Nói chung là chị nào có số ký dưới 55kg thì vô tư đặt nha. Rồi ok, chúc cho gia bảo B6 comment thì chị giúp shop nha. Ai muốn sở hữu B6 thì nhanh tay comment giúp shop là B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B6 đó là sự bắt đầu của một chiếc trình bày có cái đầy xinh ơi là xinh như thế này, với một chiếc áo phông nha, áo phông phông rộng như thế này rất là dễ mặc nha. Đó, quay phía sau cho mọi người xem thêm em nha. Rồi ok, B6 chúc cho Nguyễn Tú Linh B6 comment địa chỉ giúp shop nha. Phía sau nhìn rất là đặc biệt đúng không? B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Để sở hữu combo này với giá 99.000 một bộ nha. Và kết thúc live nếu mà mình chỉ lấy một bộ thôi giá là 129.000 mọi người nha. Ai còn muốn lấy B6 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Giải chúc cho chị cuộc sống bình thường B6 ok, cuộc sống bình thường nha. Cuộc sống bình thường có địa chỉ, đây là bộ thứ hai của mình rồi nha, cuộc sống bình thường nha. Rồi B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Và sắp chỉ còn 5 combo nữa thôi, 5 mẫu nữa thôi, các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì trong livestream sắp mới bán cái giá 99.000 và sau livestream giá mỗi bộ sẽ là 250.000 nha mọi người nha. Sau livestream sẽ là 250.000 mọi người nha. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sắp chuyển qua B7 nha, mọi người đợi một tí nha. B7 sắp được lên và chúng ta chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên B7 luôn nha mọi người nha. B7 rất là xinh đây. Ok, các chị nào các bạn đặt B6 thì nhớ cho sắp địa chỉ luôn nha. Bây giờ chúng ta đến với B7 nha. Rồi các chị và các bạn đến với combo B7 nha. Combo B7 bao gồm một chiếc áo lệch vai, một chiếc áo sơ mi lệch vai và một cái chân váy thấp nơ, chân váy bò thấp nơ các chị và các bạn nha. Nguyên một combo nha đang mặc từ 250.000. Bây giờ chỉ còn với giá là 99.000 thôi. Từ 250.000 bây giờ chỉ còn với giá 99.000. Và giá này áp dụng khi mình mua hai combo bất kỳ trong la thì một combo sẽ được 99.000 các chị và các bạn nha. Còn mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Chốt giúp em mã là B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mà chốt combo em đang mặc các chị và các bạn nha. Đúng B7 rồi, rất xinh ạ. B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ sắp nha. Dạ chúc cho chị Sophie Nguyễn B7 ok, em có địa chỉ của chị luôn nha. Cảm ơn chị rất là rõ ràng nha. B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bộ này quá xuất sắc luôn nha. B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo với giá 99.000 nha. Dạ không có trên váy màu trắng nha các chị ơi. Khi mà sắp mặc tức là phong phú như thế nào thì nó chỉ có một màu duy nhất đó nha, chứ không có màu khác nha các chị và các bạn nha. Ok, lên nha. B7 đây là mã thứ hai của mình nha. Rồi B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha, để sở hữu combo này nha. Và chúc cho Hạ Vũ B7 ok, Hạ Vũ comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Giờ xin xem cái áo thun của B4 với Võ Lê Ngọc Dung ơi, lúc nãy là ok, tí nữa sắp cháu xem lại nha. Ngọc Dung tí nữa sắp cháu xem lại nha. Áo thun mua rồi cũng là 99.000 nha. Và nhớ là kết thúc là nếu các chị và các bạn chỉ lấy một bộ thôi giá sẽ là 129.000 mọi người nha. B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop để sở hữu combo siêu xinh như Hân đang mang nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt combo mà em đang mặc. Các chị và các bạn nhớ chốt hai combo bất kỳ trong live để được giá 99.000 mỗi combo ạ. Rất là xinh các chị và các bạn ơi, combo của em dành cho các chị và các bạn dưới 55kg ạ. Và một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng như vậy, thì rất là dễ kết hợp đồ. Đi kèm với đó là một chân váy bò. Chân váy màu này thì không thể kén đồ các chị và các bạn nha. Đúng các rồi. Các chị và các bạn có thể kết hợp với áo trắng, áo kem hay áo màu cũng được nha. Và cái áo sơ mi màu đen thì rất là dễ kết hợp với chân váy luôn. Kết hợp với chân váy màu gì mình cũng hợp luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Và chốt cái thêm cho chị B7 chị Lam Nguyễn nha. Cảm ơn chị Lam Nguyễn comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Và các chị và các bạn nhanh tay đặt B7 nha, tại vì shop chỉ còn 3 mã hàng nữa thôi. Các chị và các bạn nhanh tay đặt nha. Và sau livestream thì mọi người hãy mua giúp shop với giá 250.000 nha. Shop chỉ bán cái giá như thế này trong thời gian khỏi xếp em có nhét được không? Trong thời gian livestream diễn ra nha, khỏi xếp. Rồi bây giờ là B7 à B8 nha mọi người nha. Sắp sẽ chuyển qua B8 trong ít giây nữa nha. Dạ chúc cho Subi B7 ok, Subi cảm ơn Subi rất là nhiều nha. Và nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Còn kết thúc live mà mình chọn được hai bộ bất kỳ, hai bộ trở lên thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Bây giờ mình sẽ đến với B8 ngay bây giờ nha. Chị ơi, khi nào có hàng vậy chị? Lên mình đặt không nào ta? Thế chị và các bạn nào mà đặt hàng mà lâu quá chưa nhận được, inbox cho shop sẽ kiểm tra cho nha. Tại vì hàng nó nhiều, nó đi nhiều khi nó đi hơi chậm một tí thì mọi người thông cảm giúp shop nha. Chị nào mà lâu quá chưa nhận thì inbox cho shop kiểm tra cho nha. Rồi đây là B8 mọi người nha, B8 rất là xinh đó. Bé Thương này mang nha, bé Thương này mang xinh ơi là xinh. Cái B8 là sự phối hợp của một chiếc chân váy xám với một chiếc áo thun
Sari áo sơ mi trắng như thế này nha. Sơ mi trắng có hai tay hai sọc, nhìn đơn giản nhưng mà nhìn rất là thanh lịch nha. Đơn giản thanh lịch nè, đó, tinh tế, đó là sự kết hợp của bộ này. Dạ ok, em chúc cho chị Yến Trang trang phục B8. Ok, em thấy địa chỉ của chị luôn nha, cảm ơn chị nha. Còn đây là B8 nha, sorry. Chúc cho chị Yến Trang trang phục B7 nha, em chúc cho chị luôn nha. Bây giờ đây là B8 mọi người nha. B8 sự kết hợp quá xinh như thế này, là sự kết hợp tinh tế nhẹ nhàng. Và bạn nào chị nào muốn mua cái áo này về mình mặc đi làm cũng được, còn không mình đi học đi chơi, nói chung thời trang bên shop là không kén độ tuổi cũng như không kén dáng nha. Chị nào dưới 55kg thì vô tư đặt bộ này nha. Comment nhất shop là B8 mọi người nha. Mã của Thương đang mang là B8 nha. Một chiếc trên bảy có 4 nút sắt như thế này. Đây là nút sắt nha các chị nha. Nút bằng sắt này nó có cái ống ảnh vàng vàng lên, nhìn rất là tạo cái điểm nhấn đặc biệt cho chiếc váy này nha. Chiếc váy này đó là váy quý hùng đúng không em? Là quẩy quần luôn nha các bạn nha. Đây là quẩy quần nha các chị và các bạn nha. Quẩy quần mình ngồi lên ngồi xuống thoải mái. Trời ơi, nó tới 3 lớp rồi. Một cái lớp đắp chéo ở ngoài, một cái lớp ở giữa và một cái quần ở trong nữa nè. Nó tới 3 lớp nha mọi người nha. Và 99.000 quá sốc, chỉ có siêu sốc mới giảm bản giá này nha. Quay phía sau luôn nha. An này. Ok, quay phía sau nha mọi người nha. Đây là phía sau của áo nha. Đây là phía sau nha. Ok, bây giờ ai muốn sở hữu B8 nhanh tay comment giúp shop nha. Chúc gia đình Thị Khánh Huyền B8 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chị Cute trên 7 B8 cũng 99.000 chị Cute nha. Cute comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. Chị Cute comment số điện thoại địa chỉ giúp shop luôn nha. Lấy B8 giúp shop. Ok, Mai Mai nha. Chúc cho Mai Mai B8 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Nhanh tay comment giúp shop là B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc cho bạn Văn Lê B8 ok B8 nha. Chúc cho bạn Văn Lê B8. Nhớ là chị nào bạn nào mới chọn một bộ thôi, mình cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Xong chưa mọi người ơi, B8 xong chưa mọi người ơi. Còn ai muốn sở hữu B8 bé Thương đang mang quá xuất sắc như thế này nữa không ạ? Thì nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ sắp qua mẫu trong 10 giây nữa thôi. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng, các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Chị nào vào trễ thì cứ đặt hàng, sau livestream mình cứ xem lại mình chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị lôi giúp shop nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị nha. Ok ok mọi người nha. Nhớ là chị nào bạn nào chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment giúp shop nha. Chừng lấy trên váy không bao nhiêu. Dạ cũng là 99.000 nha chị Cute nha. Lấy chân váy không cũng là 99.000 chị Cute nha. Chị Cute comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Lấy nguyên combo, nếu mà mua một combo thì 129.000. Mua từ combo thứ hai trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Còn chị lấy chân váy không là giá cố định là 99.000 nha chị Cute nha. Xong chưa chị ơi? Còn ai muốn sở hữu B8 của Thương đang mang nữa nhanh tay comment nha. Và shop sẽ chuẩn bị lên B9 trong 5 giây nữa nha. Rất là đẹp luôn nha. Đảm bảo B9 là mọi người hết hồn luôn. Hồng lên rất là dễ thương. Bây giờ B9 nha. B9 chúng ta sẽ lên ngay bây giờ. Đó, đẹp chưa? B9 quá xuất sắc luôn. Rồi đây là mã B9 mọi người nha. B9 rất là xuất sắc, phối hợp trên váy hồng 2 tầng với áo chạy vai đen nha. Các chị và các bạn ơi, B9 với mã, mọi người tiếp tục với mã B9 mà em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo bao gồm áo chạy vai đen và một chiếc chân váy hồng ạ. Áo chạy vai đen là và một cái chân váy hồng các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo như em đang mặc đây các chị và các bạn ơi. Chất cực kỳ đẹp các chị và các bạn nha. Đảm bảo các chị và các bạn sẽ không hối hận khi mua cái bộ này đâu, vì chất rất là đẹp luôn. Và chân váy mà em đang mặc thì mình có quần bên trong nha. Nguyên một combo mà em đang mặc có giá từ 250.000, chỉ còn có giá là 99.000. Và các chị, và giá này mình chỉ áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo sẽ có giá là 99.000 các chị và các bạn nha. Còn nếu mua một combo duy nhất trong live thì mình sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn nào chốt comment cho em B9 kèm số điện thoại cho em địa chỉ ạ. Đúng B9 rồi. B9 kèm số điện thoại cho em địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Nếu lấy một bộ là 129.000 các chị nha. Còn trong livestream này mình chọn được hai bộ bất kỳ thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 các chị và các bạn nha. Nếu mà hai combo trở lên, mình chọn được hai combo trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Đó, một bộ bao gồm áo và váy. Còn kết thúc live mình cương quyết chị lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Và chân váy này là vải sơ mi có co giãn luôn nha. Sorry chị, vải mà may quần tay có co giãn chị nha. Mày mà quay may cái chị biết cái quần tay á, nó may cái vải theo cái vải đó.
đó, mô tả cho chị rõ như đó, cái để hình dung được cái chất vải nha. Chứ giờ nói tên chất vải chị cũng biết là vải gì đó. Nhưng cũng rất mềm chị nha, chứ không phải là cứng nhắc như vùng tay đâu chị ạ. Cái vải này nó mềm, nó dày thôi nhưng mà nó vẫn mềm. Đúng rồi, vải này mới may vùng tay cao cấp và nó rất là mềm nha, nó mặc mềm thoải mái lắm. Rồi mã này là mã B9 nha. Ok, chúc cho chị KT B9 nha. KT đây là bộ thứ hai của chị nha. Chúc cho Nguyễn Đức B9. Ok Nguyễn Đức nha. Rồi ai muốn lấy B9 nữa nhanh tay cầm máy giám sát nha. B9 xuất sắc quá các chị ơi. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng trong chương trình hôm nay. Chị nào bạn nào chưa đặt thì nhanh tay chúng ta đặt nha. 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream này nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn comment để chuyển kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nếu các chị và các bạn chốt combo mà em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Comment để chuyển kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Đúng rồi. B9 các chị và các bạn nha. B9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp mọi người nha. Ok, bây giờ chúng ta sắp chuyển qua B10 rồi và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng nữa thôi. Gấu Ham ơi, khi mà shop gọi điện xác nhận thì shop sẽ hỏi số ký của mình nha, mọi người yên tâm nha. Và đa số hàng sẽ là free size. Và nếu mặc cái free size thì cỡ S và M thì mình vô tư mặc nha. Nếu ai mặc cỡ S và M thì vô tư mặc nha. Rồi, hàng free size là hàng cỡ S và M đó mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B10 mọi người nha. B9 quá xuất sắc như thế này, trời ơi, B9 dễ thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B10 nha. Và chúng ta sẽ lên còn 2 mã hàng nữa, các chị các bạn nhanh tay đặt nha. Chị nào vào trễ thì cứ đặt trong live, sau livestream mình có thể xem thêm một bộ nữa ngoài live nha. Đó, mình có thể xem thêm một bộ nữa ngoài live rồi mình chọn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với B10 luôn nha. Đó, B10 xinh ơi là xinh, thương mặc áo phông nhìn rất là đẹp. B10 là sự kết hợp của một chiếc quần 2 tầng như thế này với một chiếc áo thun. Đó, áo thun in hình báo. Áo thun mà có cái hình họa tiết giống như cái tờ báo như thế này đang là hot trend mọi người nha. Nếu mình chưa có cái hot trend này thì nhanh tay bổ sung cho tủ đồ của mình ngay và liền nhé. Hot trend là tờ báo như thế này, mình mặc nhìn rất là hay, nhìn lạ lạ đó, nhìn rất là độc đáo. Và những cái kiểu như thế này thì nó sẽ không có đụng hàng nha mọi người nha. Đây là B10 mọi người nha. B10, đây là B10 gồm sự kết hợp của một chiếc chân váy màu hồng như thế này. Màu hồng nhẹ như thế này, 2 tầng nha. Đây là váy quần mọi người nha. Nó là có nó là quần luôn ấy, mình mặc ngồi lên ngồi xuống thoải mái. Thậm chí mấy cái quần này mình mặc ở nhà cũng đẹp luôn, tại vì nó vải rất là mềm nè. Mình phối hợp một chiếc áo thun như thế này nhẹ nhàng, nhìn thanh lịch nhẹ nhàng mà rất là năng động. Mình mang một đôi bata mình đi dạo phố, nó đảm bảo đây sẽ là một trong những kiểu hot nhất trong thời gian sắp tới mọi người nha. Rồi comment giúp shop là B10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop để sở combo này với giá 99.000 nha. Chị nào bạn nào chưa đặt bộ nào thì nhanh tay chúng ta đặt nha. Tại vì giá là 99.000 chỉ áp dụng trong livestream. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000. Còn nếu mình đặt sau livestream luôn, mình không có coi livestream, mình đặt luôn thì giá là 250.000 mọi người nha. Giá 99.000 là áp dụng cho chị nào bạn nào xem live nha. Dạ chúc cho An Sung B10. Ok, An Sung đây là bộ thứ hai của mình rồi nha mọi người nha. An Sung đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Rồi chị nào bạn nào chưa đặt nữa thì nhanh tay đặt nha. Dạ ok em lấy B10. Ok Hoàng Trang. Dạ Hoàng Trang. Ok Hoàng Trang nha. B10 đây là bộ đầu tiên của mình cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha Hoàng Trang nha, để được giá 99.000 một bộ nha. Ok ok Phạm Văn Việt B10 ok nha. Ai muốn lấy B10 nữa nhanh tay cầm mang giúp sách. B10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách nha. B10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và sắp chuẩn bị lên 2 combo cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Của livestream hôm nay, các chị và các bạn nào chưa chọn được thì nhanh tay chọn nha. B10 nha mọi người nha. B10 nha. Đứng thẳng cho mọi người ngắm cái dáng thẳng em. Đó đúng rồi. B10 nha mọi người nha. B10. Cái form này thì mình giữ 55kg mình vô cùng thoải mái mặc nha. Thật ra là cái áo này 60kg mặc vẫn được, nhưng mà đối với chân váy thì giữ 55kg mình mặc cho thoải mái nha. Cái này mình mặc hả? Đúng rồi, xả áo cho mọi người xem luôn nha. Đúng rồi, áo là sẽ mặc được hai form mọi người nha. Thứ nhất là xả ra như thế này nè, còn không thì mình kẹp thùng lại cũng được đó. Cái này giấu quần được nha mọi người. Đối với mình mặc một cái chân váy một cái quần đùi ngắn ngắn ở trong, mình làm giấu quần luôn nha, mình làm chiếc đầm luôn cũng được. Còn không thì mình sơ bên nhẹ lại thì nhìn nó rất là xinh nha. Sắp ở Sài Gòn nha chị Nguyễn Phương nha, sắp ở Sài Gòn và sắp ship toàn quốc nha mọi người. Thời đại bây giờ chỉ cần nằm ở nhà và chọn hàng thôi, sắp ship toàn quốc cho mọi người nha, sắp ship đến nhà cho mọi người luôn nha. Và bây giờ chúng ta chỉ còn hai mã hàng cuối cùng, nhanh tay đến với B11 mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với B11 là sự kết hợp rất là xinh như hơn đang mang nha. Trên 7 tầng và áo, trời ơi đẹp quá, hơn mộng bộ nào cũng đẹp. Các chị và các bạn ơi, nguyên một combo bao gồm một chiếc áo sơ mi và một cái khăn quàng rằn rất là xinh các chị và các bạn nha. Một cái khăn ở trước cổ rất là xinh các chị và các bạn nha.
áo kiểu. Và đi kèm với đó là một cái chân váy vàng ạ. Chân váy có 3 tầng rất là xinh luôn. Và nguyên một combo em đang mặc ngay, bao gồm một cái áo sơ mi và một cái chân váy tầng, thì mình chỉ có giá là từ 250.000, còn có giá là 99.000. Và giá này áp dụng khi mình mua 2 combo bất kỳ trong line các chị và các bạn nha. Còn nếu như các chị chỉ mua một combo duy nhất trong line thì sẽ có giá 129.000 ạ. Các chị và các bạn nào chốt combo không đang mặc thì comment cho em mã là B11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. B11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, shop ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt combo em đang mặc comment cho em B11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và mình sẽ chốt combo này trong 10 giây của các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Nhanh tay comment nha. Và sắp chuẩn bị lên 2 combo cuối cùng của livestream hôm nay. Các chị và các bạn nào đã đặt được combo nào thì nhớ là nếu mà mình mới chọn được một combo thôi thì sau live mình có thể xem thêm, mình xem lại rồi mình chọn thêm một bộ nữa nha. Vẫn được tính giá 99.000 một bộ khi mà mình đã đặt một bộ trong live và một bộ ngoài live, nhưng vẫn được tính nha. Còn nếu mà mình không có đặt, mình không có xem live, mình đặt luôn thì giá là 250.000 nha. Dạ ok chị Việt Hải, ok chúc cho Hà Việt Hải B11, ok Hà Việt Hải đây là bộ thứ ba của mình rồi nha. Em có địa chỉ của mình luôn nha. Hà Bảo Nam B11, ok Hà Bảo Nam nha. Comment địa chỉ giúp shop nha. Combo 11 chiếu nhầm. Em lấy combo 10 mà đổi thành trên váy đen được không? Tường Vy á, shop không có đổi qua, không có đổi cái combo nha. Tức là mình hài lòng với combo này thì nhớ comment combo này giúp shop nha. Hai combo cuối cùng rồi nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, mình chúc mình phối hợp shop phối hợp với màu gì rồi thì mình nếu mà mình hài lòng với sự kết hợp đó thì mình hãy chốt với chị và các bạn nha. Đúng rồi, vì như vậy rất là dễ lộ hàng của các bạn khác nữa nên đúng rồi, shop không có đổi mọi người nha. Nói chung là mọi người hài lòng với combo này thì nhớ đặt liền, tại vì thời trang bên shop nó rất là dễ phối đồ, mình mua về mình tách lẻ ra mình phối vẫn rất là đẹp, rất là dễ nha, mọi người cứ yên tâm nha. Nên là mình ưng cái bộ nào là mình lấy liền nha. Rồi chúc cho chị Lò Thị Hà B11 comment địa chỉ giúp em chị Lò Thị Hà nha. Và nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Kết thúc live mình chọn được 2 bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Chúc cho chị Mỹ Huệ B11, B9 và B1. Ok chị Mỹ Huệ nha. Chị chơi một tập đoàn luôn, một lần luôn. Ok chị Mỹ Huệ comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Vân Kiều B11, Vân Kiều comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. Chị Lò Thị Hà comment địa chỉ giúp shop nè. Chị Mỹ Huệ comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chị Vân Kiều comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. B11 và bây giờ shop chuẩn bị lên 2 combo cuối cùng. Chị nào mà chưa đặt trong cái live này nhanh tay đặt nha. Tại vì sau livestream thì các chị vui lòng mua giúp shop với giá 250.000 nha. Chúc cho Bye Mai B10 hả? Ok, Mai lấy B10 đúng không? Rồi ok, Mai comment rõ giúp shop là số nhà đường nào nha. Các chị cho địa chỉ thì hãy comment rõ ràng giúp shop là số nhà và đường nào luôn nha. Rồi thành phố nào là được nha. Số nhà và đường nào, thành phố nào. Còn nếu mình ở thôn thì mình comment là thôn, xã nào, huyện nào, tỉnh nào là được nha. Mọi người cho địa chỉ như thế nào để người ta đọc và người ta hiểu đó là ở tỉnh nào, ở đó là ở huyện nào, đó ở số nhà nào giúp shop nha. Áo chất vải gì vậy? Áo chất vải sơ mi các chị và các bạn ạ. Cái này phải KT dày á em ơi, KT dày em nha Quỳnh Lê Anh nha. Rồi B11, dạ ok. Mai comment địa chỉ rõ giúp shop nha, chúc cho Mai B10 rồi nha. Chị Mỹ Huệ, chị Lò Thị Hà, Vân Kiều ơi comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Mọi người đặt hàng hãy comment rõ giúp shop số điện thoại địa chỉ luôn nha. Có địa chỉ ở trên rồi ạ. Ok Vân Kiều nha, sắp chúc cho Vân Kiều rồi nha. Ok sorry Vân Kiều nha. Nói chung chị nào mà có địa chỉ ở trên rồi thì mình không cần comment lại nha. Mình chỉ cần comment cái mã hàng là được nha. Dạ chị Mỹ Huệ ơi comment địa chỉ giúp shop với, chị Lò Thị Hà comment địa chỉ giúp shop với nha. Em chưa thấy địa chỉ của hai chị nha. Ok các chị các bạn nha. Rồi chị Mỹ Huệ em thấy địa chỉ của chị, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị Lò Thị Hà comment địa chỉ giúp shop với nha. Bây giờ mình chuyển qua. Còn ai lấy B11 nữa nhanh tay comment giúp shop nha. B11 Hân đang mang sẽ chuyển qua trong 10 giây cuối cùng nha. Và nhớ là sau livestream hãy đặt giúp shop với giá là 250.000 nha. Shop chỉ bán giá cực kỳ shop như thế này trong livestream nha. Và nếu mà các chị và các bạn cuối buổi live chỉ chọn một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 các chị nha. Nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Kết thúc live mình chọn được 2 bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B12 ngay bây giờ nha. Và B12 và B13 là hai mã cuối cùng. B12 và B13 là hai mã cuối cùng. Các chị các bạn nhanh tay đặt nha. Chúng ta cùng đến với B12. Thương đang mang, xinh ơi là xinh. B12 là sự kết hợp của một chiếc áo trẻ vai đó, trẻ vai vàng, vàng tươi như thế này đó. Mình phối hợp một chiếc chân váy màu kem có đuôi cá nhẹ như thế này, xinh quá xinh luôn. Và đây là mã B12 các chị nha. Mã mà Thương đang mang là B12 nè. Áo vàng, cái vàng mắt bị sao đấy? Mắt bị sao?
mắt bị rớt mắt ra rồi. B12 các chị nha. B12 đó là chiếc áo trễ vai màu vàng tươi nhẹ nhàng nhưng mà rất là tinh tế nha. Cái màu này nè, cái màu này nó không có bị chói nha. Cái màu này nó nhẹ nhàng nha các chị nha. Mình phối hợp một chiếc chân váy như thế này, chân váy kem đó. Nó rất là gọi là màu kem mà đi với màu xám. Đó là một cái hai cái tông màu bài trùng các chị nha. Kem mà đi với xám rất là hợp nha. Rồi ai muốn sở hữu combo hợp lý như thế này thì comment giúp shop là B12 giúp shop nha. B12 và B13 sẽ là hai mã cuối cùng các chị, các bạn. Ở chờ một tí mình ngắm B13 luôn nha. Chị nào mà chưa chọn thì nhanh tay comment shop. Ok, mai mai sắp thấy B10 của mình rồi nha. Ok, mai mai nha. Nhớ là một bộ thôi. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ thì 99.000 một bộ nha. Rồi B12 giúp shop mọi người nha. B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ok, Nguyễn Minh Tuấn B12 nha chị. Ok, Nguyễn Minh Tuấn nha. Đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment giúp shop là B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. B12 là B13 là hai mã cuối cùng. Chúc cho Nguyễn Thúy Hạnh B12. Ok, Nguyễn Thúy Hạnh nha. Nguyễn Thúy Hạnh đây cũng là bộ thứ hai của mình rồi nha. Các chị và các bạn nào chưa chọn được bộ thứ hai thì tranh thủ chọn nha. Và sau livestream thì có thể xem lại rồi chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha. Chị nào vào trễ giờ mình mới xem được á, mình cứ chọn một bộ để được giá 99.000. Sau livestream mình chọn thêm một bộ nữa nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Và sắp chuẩn bị, sắp kết thúc chương trình này rồi, sắp sẽ chuẩn bị qua B13 luôn nha. Mã thương đang mang là B12. Còn một tí nữa hơn sẽ lên mã B13, các chị và các bạn tranh thủ chọn hàng nha. Để được giá 99.000 một bộ và áp dụng khi mình có xem live nha. Khỏe có sai không sắp? Phương Mai ơi, dưới 55kg mình vô tư mặt nha. Khi mà xác nhận hàng thì sắp sẽ gọi điện cho mình hỏi số ký của mọi người nha. Sắp sẽ hỏi số ký của mọi người, sắp sẽ tư vấn rõ cho mọi người nha. Nên mọi người cứ yên tâm đặt, cứ ơn là đặt đi rồi. Nếu mà dưới 55kg thì cứ ơn rồi đặt nha mọi người nha. Rồi sau đó sắp sẽ gọi điện và sắp sẽ tư vấn kỹ cho mọi người về cái cân nặng chiều cao của mình mặc có hợp lý với cái bộ đó hay không. Mọi người yên tâm nha. Chị Rứa Huy Phạm Ngọc làm hỏi về tặng vợ. Chị Rứa à, có tác bạn vô hả anh Nguyễn Sang? Đúng rồi, mình mua về mình tặng bạn cũng được, tặng vợ cũng được mọi người nha. Nói chung là những cái phong cách này nó rất là dễ mặc và phù hợp với nhiều độ tuổi nên mọi người khi mua hàng cứ yên tâm nha. Nhìn thẳng mình. Rồi B12 và bây giờ là mình đến với mã cuối cùng B13 nha. Chị nào bạn nào chưa đặt được bộ nào thì tranh thủ đặt đi ạ. Để được giá 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Kết thúc live mình cương quyết chỉ lấy một bộ và chỉ yêu cầu sắp xếp một bộ thôi thì giá là 129.000 nha. Bây giờ mình đến với B13 luôn nha. Không vô luôn đó. B12 và B13 là hai mã cuối cùng. Đây các chị và các bạn ơi, B12 như em đang áp B13 nha, em đang mặc hay B12 như Phương đang mặc là bộ cuối cùng các chị và các bạn nha. Bộ em mặc là một chiếc áo màu hồng, sơ mi hồng kết hợp cùng với một cái nô ở cổ và đi kèm với đó là chân váy tầng các chị và các bạn nha. Nguyên một combo B13 như em đang mặc thì mình chỉ có giá là 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live nha. Các chị và các bạn chốt hai combo bất kỳ trong live sẽ có giá 99.000 mỗi combo. Còn nếu chốt một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 nha các chị và các bạn ơi. Chốt combo của em đang mặc comment B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Quỳnh chốt cho Quỳnh Minh B11. Ok Quỳnh Minh nha. Mình đã thấy địa chỉ của Quỳnh Minh rồi ạ. Sophie Nguyễn và chị Sophie Nguyễn ơi cho em địa chỉ nha. Chốt B12 cho em địa chỉ nha chị Sophie Nguyễn ơi. Quỳnh Minh chị ơi thích Hải Phòng bao nhiêu ạ? Hải Phòng thì từ 30 tới 35 ngàn thôi các chị và các bạn ơi. Nói chung là các tỉnh thì từ 30 tới 35 ngàn các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay comment cho em B12 hoặc B13 rồi số điện thoại rồi địa chỉ và địa chỉ nha. Chọn sau like rồi inbox được không ạ? Trần Thanh Ngân ơi, bây giờ mình inbox liền cho shop đi để mà được giá chốt hàng liền các chị và các bạn nha. Với đúng rồi. Giá khuyến mãi nữa các chị và các bạn. Nói chung nếu mà kết thúc live sau 15 phút sau khi kết thúc live mọi người vẫn chưa chọn, vẫn chưa inbox thì vẫn là trở về giá 250 nha. Nếu kết thúc live mọi người inbox liền thì shop vẫn tính giá trong live cho mọi người nha. Và ok chốt với chị Trần Lan Anh B11 nha. Trần Lan Anh ơi, B11 là mã hồi nãy nha. Chị Trần Lan Anh comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị nào, các bạn nào chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Tại vì shop sắp kết thúc live rồi. Đây là hai mã cuối cùng nha. Mã của Thương đang mang áo vàng đó là B12. Còn mã của Hân đang mang áo hồng đó là B13 các chị nha. B12 là mã áo vàng, còn B13 là mã áo hồng các chị và các bạn nha. Rất là sốc nha, và chỉ có siêu shop mới bán được cái giá này. Mọi người lưu giúp shop nha. Chỉ có siêu shop mới bán cái giá rẻ như thế này và hàng rất là đẹp nha.
vì em mới vào. Ok Trần Thanh Ngân ơi, xem lại và inbox liền nha. Sau 15 phút sau khi kết thúc like thì phải inbox liền để được tính giá trong like nha. Còn không thì sẽ trở về giá 250 nha. Dạ chúc cho Ngọc Ánh B13, Ngọc Ánh comment địa chỉ giúp sắp luôn nha. Và nhớ là 99.000 một bộ, áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong like nha. Kết thúc like mình chỉ lấy một bộ thì giá sẽ là 129.000 các chị lưu giúp sắp nha. Kết thúc like mình chỉ có lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Nếu kết thúc like mà mình chọn cương quyết mà lấy một bộ thôi là 129.000. Còn kết thúc like mà mình cố gắng mình chọn thêm, mình xem lại, mình chọn thêm một bộ nữa thì vẫn được tính giá 99.000 mỗi bộ nha. Và Nguyễn Đức Bảo B13, ok đây là mã thứ hai của mình nha. Trần Mai B13 chị ơi, ok Trần Mai nha, đây cũng là bộ thứ hai của mình nha. Dạ chúc cho chị Mỹ Huệ B13 ok nha. Chị mới kìa, chị mới, đó là chị Thương nha. Rồi ok chị Trần Lan Anh, em thấy địa chỉ của chị, em cảm ơn chị nha. Rồi chị Ngọc Ánh, ok chị Ngọc Ánh nha. Rồi còn chị nào chốt hàng nữa nhanh tay comment giúp shop nha. Chị Sophie Nguyễn có địa chỉ cho ta. Chị Sophie Nguyễn comment địa chỉ giúp shop với. Lâu quá không mua đồ của shop. Nhớ là nhớ chọn một bộ đi, lâu quá không thấy em mua đồ, đúng rồi. Rồi B12 là bộ màu vàng và B13 là bộ màu hồng nha. Và chúng ta chỉ còn một phút cuối cùng cho livestream này. Các chị và các bạn nào chưa đặt thì nhanh tay đặt nha. Chị nào mới vào thì cứ nhanh tay đặt để được giá 99.000 một bộ khi chọn hai bộ bất kỳ trong live nha. Giả sử mình vào trễ, mình mới có xem, mình mới có chọn được có một bộ thôi, sau livestream mình nhanh chóng mình tắt á, sau khi live sắp tắt á, mọi người xem lại cái livestream này, chọn thêm một bộ nữa, tức là chúng ta vẫn được tính là 99.000 một bộ nha. Ok chị Oan Oan nha, còn một bộ xong live coi lại nha. Ok Oan Oan, nãy gì chốt chưa chị? Yến Vũ hỏi gì? Oan Oan á, Yến Vũ bộ màu tím kia 42kg cao 1m43 vừa không? Dạ chị Yến Vũ ơi, vừa chị nha, 42kg 1m43 thì vô tư vừa nha. Nói chung thời trang bên em dễ mặc lắm các chị ơi, nó theo cái kiểu là cái form người phổ thông, cái kiểu form cơ bản là mặc được, chứ không cần là dáng người mẫu mới mặc được nha các chị nha. Thời trang bên em rất là dễ nha. Rồi các chị và các bạn có chút hàng thì mình nhanh tay chút luôn các chị và các bạn nha. B12 như Hương đang mặc hay là B13 như em đang mặc các chị và các bạn nha. Ok Hồ Lê nha, comment giúp em nếu các chị và các bạn chút hàng nha. Dạ ship Vũng Tàu là 30 hoặc 35.000 tùy số lượng mình lấy nha. Nếu mình lấy một bộ là ship 30.000, còn mình lấy hai bộ trở lên thì ship là 35.000 các chị nha. Sau live chọn hai bộ có được tính. Hoàng Hiếu ơi, tức là sau live 15 phút sau live thì mình vẫn được quyền là chọn hàng rồi inbox cho shop nha. Chỉ 15 phút sau live nha. Còn kết thúc 15 phút đó thì giá sẽ trở về 250 mọi người nha. Nhớ là sau live 15 phút thì mọi người hãy nhanh tay chọn rồi inbox cho shop liền nha. Bỏ ra có dài không? Ok Yến Vũ ơi, bộ đó là mình mặc vừa, nhanh tay Yến Vũ nhanh tay chọn nha. Chứ sau live là mình mua với giá 250 đó. Có mua 99k. Quyết Hoàng Quân ơi, mình hỏi gì mình còn rõ rõ là giúp sắp rất chưa hiểu ý của mình nha. Quyết Hoàng Quân nha, mình hỏi cái gì mình comment rõ là giúp sắp nha. Đây là cái độ dài của cái áo màu tím hồng, màu hồng tím đây nha chị Yến Vũ nha. Yến Vũ nhanh tay cầm nhân mang giúp sắp là B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị lưu ý giúp sắp là kết thúc like mình chỉ có lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Còn kết thúc like mình chọn được tới hai bộ bất kỳ, hai bộ trở lên thì giá sẽ là 99.000 một bộ các chị và các bạn nha. Lưu ý giúp sắp nha. Nếu mà đó mình vào trễ, mình mới chọn được một bộ thôi thì sau like mình nhanh chóng mình xem, mình chọn thêm một bộ nữa giúp sắp nha để được giá 99.000 một bộ nha. Còn kết thúc like mình cương quyết lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Ok mọi người ơi, ai còn muốn chốt B12 áo màu vàng của Thương, bộ màu vàng của Thương, B13 là bộ màu tím của Hưng thì nhanh tay, bộ màu hồng tím của Hưng thì nhanh tay comment giúp shop nha. Em B4 nữa nha chị, tổng hai like. Ok Maya nha, chúc cho Maya B4 nữa nha. Rồi nhanh tay đi các chị ơi, chiều nay thì sắp vẫn còn một like nữa nha, chỉ chiều nay thôi nha, chứ tối thì không có nha. Chiều nay sắp còn một like nữa nha, sắp sẽ báo giờ trên bay cho mình nha. Mua đi mèo ơi, đẹp lắm đó. Đúng rồi, mua đi mèo ơi, đẹp lắm đó. Cảm ơn chị Trinh Phương nha, nhớ là tắt bạn bè của mình nha. Một tí nữa chiều nay sắp còn một like nữa mọi người nhớ, nhớ canh kể thời gian nha, sắp sẽ thông báo trên fanpage cho mọi người nha. Chứ tối là không có like nha mọi người nha, chiều nay còn một like nữa nha. Em B4, ok. Rồi còn ai muốn lấy B12 của Thương hoặc B13 của Hân đang mang thì nhanh tay comment giúp shop nha. Dạ ok chị Yến Vũ B13, Yến Vũ comment địa chỉ giúp shop nha. Nhớ là kết thúc like mà mình mới chỉ có lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 các chị nha. Kết thúc like mà mình chỉ có lấy một bộ thôi sẽ là 129.000 nè. Còn kết thúc like mình lấy được hai bộ bất kỳ trở lên thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Các chị lưu ý giúp shop nha, shop đọc rõ cái giá từ đầu đến cuối like luôn nha. Rồi ok Yến Vũ nè, Yến Vũ comment địa chỉ giúp shop để shop tắt like luôn nha. Rồi bây giờ shop còn 30 giây cuối cùng để các chị và các bạn đặt hàng nha. 30 giây cuối cùng nhanh tay comment địa chỉ, số điện thoại và mã hàng giúp shop nha. Thưa các chị ơi, comment B13 kèm số điện thoại kèm
địa chỉ hoặc là B12 gần cuối điện thoại kèm địa chỉ để chúc mã hàng cho chị và các bạn nha. Quỳnh Minh ơi, đặt là mình chốt luôn mà không có đổi hàng mọi người nhá. Đặt cái nào là mình chắc chắn cái đó chứ sắp không có đổi hàng nha. Tại vì sắp cũng không có bán lẻ và sắp cũng không có đổi hàng ấy. Nên là mình đặt là mình đổi, mình chắc chắn với sắp nha. Và đó cái mỗi livestream nó sẽ là một cái nó là một cái mã hàng khác nhau á, nên là mình đặt là mình chắc chắn với sắp nha mọi người nhá. Rồi xong chưa mọi người ơi, bây giờ chúng ta còn 10 giây cuối cùng nha. Thì nào bạn nào chưa có địa chỉ nhanh tay comment shop nha. Yến Vũ comment địa chỉ giúp shop để shop tắt like nha. Nhanh tay comment địa chỉ để shop tắt like mọi người nha. Đây là hai mã cuối cùng của shop rồi. Và shop chỉ còn 10 giây nữa thôi nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, 10 giây nữa để mình chốt hàng nha các chị và các bạn ơi. 10 giây nữa để mình chốt mã B12 như là Hương đang mặc hay là B13 như em đang mặc các chị và các bạn nha. Hôm nay sắp hôm nay có nhân viên mới. Đúng hôm rồi, có ai đồ mới. Hôm nay ổ Quỳnh Như hôm nay mới giờ mới vào hả? Rồi hello, ok. Các bạn mới vào và mình chuẩn bị offline rồi các bạn ơi. Nên các bạn tranh thủ đặt nha. Đúng rồi, mình như lát coi lại em nha. Rồi ok, vậy tạm biệt mọi người. Chị Yến Vũ ơi, comment địa chỉ giúp shop liền đi Yến Vũ ơi. Yến Vũ như inbox cho shop liền Yến Vũ nha. Mọi người chưa có địa chỉ thì ngay bây giờ shop tắt like inbox liền cho shop nha. Em về em chọn bộ nữa. Yến Vũ ơi, em có thể xem lại like em chọn lại nha. Em sẽ xem lại like em chọn thêm một bộ nữa nha. Còn bây giờ thì mã hàng nó đã hết rồi. Thì shop sẽ chờ ngưng chương trình tại đây nha. Yến Vũ xem lại like chọn thêm một bộ nữa inbox cho shop liền nha Yến Vũ nha. Rồi ai chưa có địa chỉ inbox liền cho shop địa chỉ nha. Bây giờ tạm biệt mọi người. Chiều nay chúng ta gặp lại nha. Shop sẽ thông báo cái giờ chính xác trên bay mọi người, trên bay của shop nha. Shop sẽ thông báo giờ chính xác nha. Bây giờ chúng ta tạm biệt nhau, tạm biệt nhau nha.